Chư thiên nên biết, các sắc viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, thọ tưởng hành thức viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến sắc viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, thọ tưởng hành thức viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các nhãn xứ viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến nhãn xứ viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các sắc xứ viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến sắc xứ viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các nhãn giới viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến nhãn giới viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các sắc giới viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, thanh hương vị xúc pháp giới viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến sắc giới viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, thanh hương vị xúc pháp giới viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các nhãn thức giới viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến nhãn thức giới viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các nhãn xúc viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến nhãn xúc viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các thọ do nhãn xúc viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến các thọ do nhãn xúc viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các địa giới viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, thủy hỏa phong không thức giới viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến địa giới viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, thủy hỏa phong không thức giới viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các nhân duyên viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến nhân duyên viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các vô minh viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, hành cho đến lão tử viễn ly tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến vô minh viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly, hành cho đến lão tử viễn ly tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, bố thí ba la mật đa tức là nội không cho đến vô tính tự tính không viễn ly, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa viễn ly tức là nội không cho đến vô tính tự tính không viễn ly.
Như vậy cho đến bố thí ba la mật đa viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết pháp nội không viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, pháp ngoại không cho đến vô tính tự tính không viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến pháp nội không viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, pháp ngoại không cho đến vô tính tự tính không viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết các chân như viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến chân như viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết các thánh đế khổ viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, thánh đế tập diệt đạo viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến thánh đế khổ viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, thánh đế tập diệt đạo viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết các bốn niệm trụ viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến bốn niệm trụ viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết các bốn tịnh lự viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, bốn vô lượng bốn định vô sắc viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến bốn tịnh lự viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, bốn vô lượng bốn định vô sắc viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết các tám giải thoát viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến tám giải thoát viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết các pháp môn giải thoát không viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến pháp môn giải thoát không viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết các tịnh quán địa viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, chủng tánh địa cho đến như lai địa viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến tịnh quán địa viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, chủng tánh địa cho đến như lai địa viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết các cực hỷ địa viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, ly cấu địa cho đến pháp vân địa viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến cực hỷ địa viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, ly cấu địa cho đến pháp vân địa viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết pháp môn đà la ni viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, pháp môn tam ma địa viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến pháp môn đà la ni viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, pháp môn tam ma địa viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly.
Chư thiên nên biết, năm loại mắt viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa, cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, sáu phép thần thông viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa, cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến năm loại mắt viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, sáu phép thần thông viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, mười lực như lai viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa, cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến 10 lực như lai viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiền nên biết, 32 tướng đại sĩ viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, 80 vẻ đẹp viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến 32 tướng đại sĩ viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, 80 vẻ đẹp viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiền nên biết, pháp không quên mất viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, tánh luôn luôn xả viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến pháp không quên mất viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, tánh luôn luôn xả viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, trí nhất thiết viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến trí nhất thiết viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, quả dự lưu viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly, quả nhất lai cho đến độc giác bồ đề viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến quả dự lưu viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly, quả nhất lai cho đến độc giác bồ đề viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, các hạnh của đại bồ tát viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến các hạnh của đại bồ tát viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật viễn ly, tức là trí nhất thiết trí viễn ly. Chư thiên nên biết, trí nhất thiết trí viễn ly, tức là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa viễn ly. Như vậy cho đến trí nhất thiết trí viễn ly, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật viễn ly. Chư thiên nên biết, đại bồ tát nào nghe nói các pháp đều xa lìa mà không kinh sợ run rẩy, không buồn rầu hối hận, không hoang mang, không thối lui, thì nên biết đó là đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa. Khi ấy Thế Tôn bảo thiện hiện, do đâu mà các đại bồ tát không bị hoang mang không thối lui đối với bát nhã ba la mật đa? Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì tất cả các pháp đều chẳng có, đều xa lìa, đều vắng lặng, đều không sở hữu, không sanh diệt, nên các vị đại bồ tát không bị hoang mang không thối lui đối với bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn: Vì các lý do như vậy nên các vị đại bồ tát không bị hoang mang không thối lui đối với bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì đối với tất cả các pháp, hoặc là pháp gây hoang mang thối lui, hoặc là pháp bị hoang mang thối lui, hoặc nơi hoang mang thối lui, hoặc người hoang mang thối lui, hoặc lý do hoang mang thối lui, các vị đại bồ tát đều không thể nắm bắt, do tất cả các pháp đều không thể nắm bắt. Bạch Thế Tôn: Đại bồ tát nào nghe nói như vậy mà tâm không kinh sợ run rẩy, không buồn rầu hối hận, không hoang mang, không thối lui, thì nên biết đó là đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì đại bồ tát này quán tất cả các pháp đều không thể nắm bắt và không thể tạo dựng, không thấy đâu là pháp gây hoang mang thối lui, đâu là pháp bị hoang mang thối lui, đâu là lúc hoang mang thối lui, đâu là nơi hoang mang thối lui, đâu là người hoang mang thối lui. Vì lý do này nên khi nghe nói như vậy,
Các vị Đại Bồ Tát không kinh sợ run rẩy, không buồn rầu hối hận, không hoang mang, không thối lui. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì thường được chư Thiên Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, Chúa Tể của chúng sanh cùng nhau kính lễ. Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát nào có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì chẳng những thường được chư Thiên Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, Chúa Tể của chúng sanh cùng nhau kính lễ, mà còn hơn thế nữa, trời Cực Quang Tịnh, hoặc trời Biến Tịnh, hoặc trời Quảng Quả, hoặc trời Tịnh Cư và chư Thiên khác thường cùng nhau kính lễ vị ấy. Đại Bồ Tát này cũng được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, hiện đang thuyết pháp ở mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới, luôn luôn cùng nhau hộ niệm. Thiện hiện nên biết do Đại Bồ Tát này có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, nên khiến cho Bồ Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn, cũng làm cho nội không cho đến vô tính tự tính không mau được viên mãn, cũng làm cho chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mau được viên mãn, cũng làm cho thánh đế khổ tập diệt đạo mau được viên mãn, cũng làm cho bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo mau được viên mãn, cũng làm cho bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mau được viên mãn, cũng làm cho tám giải thoát cho đến mười biến xứ mau được viên mãn, cũng làm cho pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mau được viên mãn, cũng làm cho cực hỷ địa cho đến pháp vân địa mau được viên mãn, cũng làm cho tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa mau được viên mãn, cũng làm cho năm loại mắt, sáu phép thần thông mau được viên mãn, cũng làm cho mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mau được viên mãn, cũng làm cho pháp không quên mất tánh luôn luôn giả mau được viên mãn, cũng làm cho trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mau được viên mãn, cũng làm cho tất cả hạnh của Đại Bồ Tát mau được viên mãn, cũng làm cho quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật mau được viên mãn, cũng làm cho trí nhất thiết trí mau được viên mãn. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát nào có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, thì thường được Như Lai ứng chánh đẳng giác và các vị Đại Bồ Tát cùng nhau hộ niệm và có thể mau chóng viên mãn tất cả công đức. Đại Bồ Tát này sẽ biết đi ở nơi chư Phật cần đi và tu hành đúng theo các hạnh mà chư Phật được thực hành.